thấy quen quen nhưng mình không nhớ là mình có quen biết một người như vậy các cô cứ tự nhiên cô người kia hình như tôi chưa từng thấy qua cô chính là bùi Doãn ca phải không vâng ai vậy ta quả nhiên là đồ đệ của nam hy ngông cuồng vô tri như nhau bản thân nam hy năm đó không chiếm được liên bang 191 bây giờ lại đưa đồ đệ của mình tới à ông nội nào vậy trời ông nội đồng ông nội tới sớm vậy sao không báo cho cháu một tiếng ta tới để xả giận cho nhóc thúi cháu đây hơn nữa Nói như thế nào, người thừa kế liên bang mùa chúng ta nhất định cũng phải là người cùng đẳng cấp mới được. Có mấy người đúng thật là không biết bản thân mình, có mấy cân mấy lượng nữa. Thế nào? Đồng lão cảm thấy sau khi mình viên tịch được trăm năm, sao cứ dính đến con uông hội oanh này hoài, thì có thể hỏa táng ra mấy viên xá lợi tử hả? Láo sược! Cô Bùi, hôm nay là dịp quan trọng, có phải cô nên xin lỗi đồng lão và bạch phu nhân hay không? Tính cách của cô ta vẫn cứ hay ra vẻ như vậy sao? Cô đồng quan tâm người khác như vậy, rồi tính khi nào đem đồ trả lại cho tôi đây? Cô bùi nói vậy là có ý gì? Người trên quảng trường kia là cô ta. Cô đồng thực sự nghĩ rằng những thứ của tôi rất dễ lấy phải không? Cô bùi, phàm làm việc cũng vẫn phải nói chứng cứ. Mặc dù không biết rốt cuộc thân phận của cô bùi đây là gì, nhưng tôi không nghĩ rằng cô có thể mạo phạm tôi. Mẹ, tiểu thiếu gia đi nhầm chỗ rồi. Cậu chậm một chút nào. Hự hự, bạn nhỏ. Chị không phải là phụ huynh của em. An ninh ghét nhất là bị người ta chạm vào. Sắp có náo loạn rồi. Chị tớ rồi hả? Thằng bé này nhận ra tôi. Bùi dọn ca. An ninh là do không nhìn thấy. Cô giả mạo người khác như vậy. Cũng quá vô liêm sỉ đi chứ hả? chiếc đồng hồ kia có giá trị như thế nào? Đồng ra lại có địa vị gì? Mà cô cũng có thể nói dối để thế thân. Nói dối cái gì? Là thương tổng. Thương tổng. Thế mà lại tới không châu kia Là thương tổng ạ. À. Thật ngại quá khi để cậu phải nhìn thấy chuyện dơ bẩn như thế này. Hôm nay, bạch phu nhân tổ chức tiệc cho cô đồng nhưng kết quả là cô bùi này nói chiếc đồng hồ mà cô đồng ném ra ngoài khi cứu người là đồng hồ của cô ta đồng ra là gia tộc gì đúng là cô ấy vẫn chưa nắm rõ lắm nhưng từ khi nào người thừa kế của tập đoàn Higgins lại cũng có thể bị người ta gây phiền toái vậy đại tiểu thư có thể tùy tiệm vứt bỏ một chiếc đồng hồ trên trăm triệu nhưng sao lại không rảnh để trở về tập đoàn xem một chút nói vậy cô bùi người lúc trước của an ninh là cô sao chỉ là tình cờ thôi chẳng phải chuyện gì lớn. Đối với đại tiểu thư mà nói, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Bạch phu nhân cũng không cần phải để trong lòng. Hôm nay cô ấy đến bữa tiệc này cũng là bởi vì lời mời đặc biệt của thi gia chủ. Hy vọng cô ấy có thể ở lại băng liêm 191. Có thể đối với cô Bùi không phải là chuyện gì to tát. Nhưng đối với tôi mà nói, đó là ân tình cả đời không thể đến đáp. Nếu sau này cô Bùi cần giúp đỡ, nhà họ Bạch nhất định sẽ dốc toàn lực để hợp tác. Vậy hôm nay làm phiền đến đây thôi. Cô Đồng, có phải lúc nãy cô muốn bạch ra chúng tôi là kẻ thất tín bội nghĩa trở thành con dao nhỏ để cho cô tùy ý sử dụng sao anh lại tới đây có người tới đón cô kìa đại tiểu thư chừng nào thì cô mới mời tôi ăn bữa cơm ở vân thành đây anh sắp đến vân thành sao khi nào thường tổng muốn đến vân thành ăn cơm lúc nào cũng được tôi luôn rảnh được có cơ hội nhất định sẽ ghé thăm người thích sao cứ phải là cô bùi kia chứ thương nghiên à rất lợi hại đúng thật thương nghiên rất lợi hại khi tôi vắng mặt một mình anh ta có thể quản lý tập đoàn Higgins một cách có trật tự. Cô ấy vẫn chưa biết mình có thể thu hút nhiều ong bướm đến mức nào. Sao tự nhiên ngừng vậy? Rồi thì sao? Đối với em rất tốt. Khá tốt. Tốt hơn cả anh đối với em. Không, chồng anh ấy có vẻ không được vui. Là bởi vì thương nghiên muốn đến Vân Thành tìm tôi ăn cơm sao? Đúng rồi, lần này về Vân Thành, em phải đi thi. Anh trai cảm thấy khi nào thì em có thể bắt đầu yêu đương đây? Em muốn yêu đương? Không phải em còn chưa thử qua sao? Chắc là không tức giận đâu nhỉ? Thử, như thế nào doạn doãn muốn kiểm nghiệm không có muốn anh trai dạy em kiểm như thế nào không hay là thử chút nhỉ hoặc thời độ đang ở trên xe đấy ừ doạn doãn của chúng ta còn nhỏ nếu thích thử nghiệm những thứ khác nhau sống hai kiếp rồi sao lại để mất mặt như vậy hả chơi em ơi chuyến bay đang chuẩn bị đáp xuống sân bay vân thành ngày hôm qua thật đúng là xấu hổ mà em ơi anh anh trai em có bạn gái chưa anh nào người mới ngồi bên cạnh em đấy đẹp trai quá đi đôi mắt đảo hoa như phóng điện phảng phất như có trăm ngàn con Pikachu đang chạy qua tim chị vậy chị cảm thấy tôi và anh ấy có nét giống nhau à thanh niên này cũng thu hút ong bướm ghê nhỉ chị nghe em gọi anh ấy là anh trai chị còn tưởng thì ra là tình nhân má ơi cho mượn coi có đói bụng không muốn ăn chút gì không Pikachu xin chào các bạn đến với kênh Chin Chin Comic